Xin chào các bạn, một tuần đã trôi qua rồi và các bạn có nhớ HiWin không? Còn chúng tôi thì rất nhớ các bạn. Chúng tôi luôn mong muốn được mang đến cho các bạn những video bổ ích về những bộ cabin tắm kính, những thiết bị trong nhà vệ sinh, cách sử dụng, cách lắp đặt và cách bảo quản chúng. Nhân vật chính của video của chúng tôi ngày hôm nay chính là bộ vách tắm kính siêu hot hiện nay, đó là bộ Tinia. Tinia là một kết cấu cabin cửa trượt với đường khung bao vô cùng thanh thoát, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đường khung bao mảnh mai và thanh thoát như thế này sẽ giúp cabin tắm kính nha các bạn trở nên rộng rãi và thoáng mắt hơn rất nhiều. Điểm đặc biệt của bộ vách tắm kính này chính là bánh xe. Nếu thông thường các bạn sẽ nhìn thấy bánh xe của những bộ cửa trượt thường được bố trí ở bên trên dây trượt này, thì đối với bộ Tinia của chúng tôi, bánh xe được bố trí ở vị trí bên dưới. Và vì bánh xe được bố trí ở dây trượt dưới cho nên chúng tôi đã thiết kế tay nắm nằm ở vị trí dưới như thế này, để khi các bạn thao tác đóng mở thì sẽ vô cùng dễ dàng và thuận tiện. Giống như tất cả các bộ cửa trượt khác của HiWin thì bộ Tinia chúng tôi cũng tích hợp những ngạnh giảm chấn như thế này. Ở trong những ngạnh giảm chấn thì sẽ có những đệm cao su, và khi cánh cửa từ từ đóng lại, cánh cửa sẽ ăn dần vào ngạnh cao su. 6 chiếc giảm chấn ở hai bên thanh ốc hông của bộ Tinia kết hợp với bánh xe và một dẫn hướng ở bên trên sẽ giúp cánh cửa được vận hành trơn tru và không bị rung lắc. Tôi chỉ cần mở cửa với một lực rất nhẹ như thế này thôi, các bạn cũng có thể thấy cánh cửa được mở ra rất nhẹ nhàng và gần như không có tiếng động trong quá trình vận hành. Và nếu các bạn cũng yêu quý bộ cửa trượt Tinia thì hãy liên hệ ngay với HiWin của chúng tôi luôn sẵn sàng để tư vấn. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!